chị Xuôi. Dạ, tôi đại diện cái làng trai. Hôm nay tôi gả thằng hai người. Con gái chị là Úc Loan. À, tôi cũng muốn là hai đứa sẽ yêu nhau và coi như là trăm năm hạnh phúc. Chị nghĩ sao? Vừa ý thằng hai người ban đầu, nhưng mà hôm nay á là tất cả hai đứa nó thành như vợ chồng, thành ra đó là tôi cũng là rất là vui. Thì thôi bây giờ đó là tôi sẽ gửi Út Loan để về làm dâu chị, thì xin chị thương yêu thương nó cũng như là yêu gái tôi gì đến như nha. Tôi cũng mong muốn hai trẻ đây đi chợ tình nghiệp cho mọi người coi nào. Hai con ra đi, hai con.
Hey, Jennifer.